Tỷ lệ cận thị đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở lứa tuổi học đường. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ cận thị ở học sinh chiếm trên 20%, còn các vùng nông thôn chiếm khoảng 13%. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị cận thị giả do được khám chỉnh sức khỏe nhưng mà không chính xác và không ít trong số đó phải đeo kính oan. Như vậy là cháu cận thị. Được bác sĩ tại cửa hàng thuốc thăm khám qua với vài thao tác đơn giản, Việt Anh được chẩn đoán bị cận thị. Mắt phải 0,5 diop, mắt trái là 0,75 diop. Đồng nghĩa từ nay trở đi, em sẽ phải đeo kính. Tới đây 1-2 tuần thì mới bắt đầu mắt bắt đầu với biểu hiện triệu chứng ạ. Là nhìn khi nhìn đến bảng thì nó khó nhìn chữ, chỉ có nhìn được một đôi chữ là nó rõ thôi, còn những cái chữ khác còn lại là không rõ mấy. Những triệu chứng của một học sinh nghiện game và phim như Việt Anh không phải là hiếm gặp, nhưng chưa thể khẳng định đó là cận thị. Theo một nghiên cứu mới nhất của Bệnh viện Mắt Trung ương, có khoảng 50% học sinh bậc trung học cơ sở và 30% bậc tiểu học mắc tật khúc xạ nhưng do bị chẩn đoán sai phải đeo kính oan. Phát hiện cận thị giả không đơn giản, nhất là nếu chỉ khám mắt ở ngay các cửa hàng vừa bán kính vừa đo mắt miễn phí. Nhưng trên thực tế, có đến 80% các ông bố bà mẹ không nhận biết được điều này. Bởi vì thực ra là vấn đề mà đi khám mà đúng bác sĩ nói là có hiện tượng bệnh thì đương nhiên là mình phải theo đúng quy trình của chỉ dẫn của bác sĩ. Cháu nhà chị là nó trước là nó cần 0,5. Thế là về đi cắt kính là cháu nó đeo xong rồi sau về lên 5 lên 3 phẩy mấy. Đeo kính vào mà nó tăng rất nhiều. Theo các bác sĩ, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học đang ảnh hưởng xấu đến thị lực của nhiều em. Nhưng suy giảm thị lực không phải luôn đồng nghĩa với cận thị. Và không phải ai bị cận thị cũng cần đeo kính. Đeo kính đôi khi còn gây hại cho mắt. Tức là nó là một cái giai đoạn nhất thời. Do cái cơ của trong mắt, cơ thể mi đó nó bị co quắp, nó gây giả cận thị khi đo và trên máy khúc xạ. Hoặc khi đeo kính cận người ta nhìn rõ hơn, nhưng không phải người ta bị cận thị. Mắt cũng như bất kỳ cơ quan nào khác trong cơ thể con người, bị mệt mỏi khi làm việc quá nhiều, dẫn đến mỏi thị giác, nhưng không phải cận thị thật. Nhưng thực tế thì có ít trường hợp nào kiểm tra thị lực tại cửa hàng kính thuốc, ra về lại không phải đeo kính.